Sáng nay tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU và tặng quà cho ngư dân khó khăn. Tại buổi gặp mặt, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã tuyên truyền cho chủ các phương tiện đánh bắt hải sản và ngư dân trên địa bàn một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, nhất là người dân trên địa bàn các xã, thị trấn ven biển về công tác chống khai thác IUU, giúp bà con ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Chung tay cùng cả cấp, cả ngành và cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam, nhằm kịp thời động viên tinh thần cho bà con ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã trao một số suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của các xã ven biển huyện Phú Vang, cấp phát tờ rơi tuyên truyền cờ Tổ quốc và sách Luật Cảnh sát biển cho bà con ngư dân.